Yukata là kiểu ăn vừa nướng vừa lẩu cùng một lúc trên một chiếc chảo của Thái Lan, nhưng nay đã có mặt ở Hà Nội. Chảo đồng nguyên khối siêu nặng này được nhập trực tiếp từ Thái Lan luôn. Đây là một kiểu ăn truyền thống của người bản địa Thái, chuyên các món về thịt lợn. Bởi vậy nước lẩu chỉ để tanh thanh nhẹ nhẹ, chủ yếu để giải ngấy nha. Tuy nhiên quán này vẫn thêm một vài món bò để phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam hơn. Quán vỉa hè nhưng bò xịn luôn nhé. Đây là quán Siam Mukata ở số 9 Hàng Chuối. Điểm cộng đầu tiên là đũa mới được bọc sạch sẽ, kèm thêm một chiếc tăm xỉa răng, giấy ướt đầy đủ luôn. Các set nướng thịt lợn có giá từ 300k và thịt bò tảng sẽ là 140k. Chiếc chảo nồi này khá là dày nên nước lẩu sẽ được đun sôi nhẹ trước. Còn có một số nước uống khá đặc biệt, nhất là cái nước lê này mình rất thích này. Kim chi, củ đậu, dưa chuột sẽ được tặng luôn từ ban đầu. Trà đá free và quầy nước chấm tự lấy thoải mái nhé. Vì là quán chuyên Thái nên là ba loại nước sốt ở đây cũng chuẩn vị Thái luôn. Có ba mức độ từ sốt Thái không cay, ít cay đến cay nhiều. Điểm đặc biệt nữa là miếng mỡ lợn này sẽ thay cho bơ và dầu. Còn nước lẩu thì sẽ được đánh lên cùng một quả trứng gà nhé. Topping lẩu thì chủ yếu là các loại rau và các loại viên thôi. Đây miếng bò tảng này trông xịn y như một miếng steak trong nhà hàng. Nó dày, to, có vân mỡ đan xen và rắc bên trên là một chút lá hương thảo. Ăn cực kỳ ngọt thịt và hơi có gân gân nữa. Khác bọt hẳn mấy cái bò tảng trong mấy quán buffet nướng nha. Sốt trứng muối đi kèm cũng được biến tấu theo một cái vị kiểu Thái. Không chỉ béo béo ngậy ngậy như thông thường mà còn hơi có vị chua của sốt Thái nữa. Ai không ăn quen cứ mạnh dạn chấm qua ba cái sốt Thái này này, xuất sắc luôn. Đến ăn quán chuyên thịt lợn nhưng mà bò tảng lại ngon quá nên là mình gọi luôn miếng thứ hai. Đây bây giờ sẽ chuyển sang set nướng chính của chúng ta nhé. Một set này sẽ gồm những loại thịt lợn khá là lạ, ví dụ như là vai đầu giòn, nọng heo, tim, gan, nõn đuôi, lòng. Điểm cộng của kiểu ăn này là ăn nướng lẩu được cùng một lúc nhưng mà diện tích bởi vậy cũng sẽ hẹp hơn. Nướng một lúc nhìn mặt chảo sẽ hơi đen nhưng mà các bạn yên tâm sẽ không bị dính vào các miếng thịt sau đâu. Mô hình mới này lạ phết, các bạn có thể thử xem. Có cả nhóm khách Tây luôn này. Mình có quay cả menu đây, các bạn tham khảo xem nhé.